Hoàng Long Thanh Số xin hân hạnh được chào đón các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng em ngày hôm nay. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2020, Hoàng Long chúng em rất hân hạnh được ghép một cấu hình karaoke trị giá là 12 triệu 500 nghìn đồng cho anh Việt ở An Dương Vương, Tây Hồ. Tổng trị giá bộ karaoke ngày hôm nay chỉ có 12 triệu 500 nghìn đồng thôi và anh đã đặt cọc trước cho chúng em 3 triệu rồi. Trong bộ karaoke của anh Việt ngày hôm nay rất là đơn giản, gọn nhẹ và lại cực kỳ hiệu quả. Ở trong bộ karaoke này em đang cố ghép gồm hai thiết bị. Đầu tiên phải kể tới một đôi loa Biên CS88 thì các bác và anh em đang thấy ạ. Đây là một trong những dòng loa thiết kế rất là đẹp, mắt võng. Và khi tháo dây căng ra nó sẽ lộ ra cái 6 cái loa trong một thùng. Sử dụng một bát 30, một trung trầm, hai trung cao, một chép và một siêu chép. Đây là dòng loa 6 đường tiếng. Âm thanh rất là chi tiết, sắc nét và đầy đủ tất cả các dàn. Vừa hát karaoke hay, vừa nghe nhạc hay và vừa trưng bày cũng rất là đẹp, mang phong cách của hoài cổ. Trong bộ karaoke ngày hôm nay em đang phối ghép một cục đẩy liền vang KS2020 siêu mỏng siêu nhẹ. Vâng, thay vì những cái thiết bị công kênh như đẩy vang lưng tiếng thì chỉ cần duy nhất một cục đẩy liền vang này là chúng ta đã có thể sử dụng rồi. Đã có một bộ karaoke rất là hoàn hảo, âm thanh tuyệt vời. Bên trong đã tích hợp sẵn mạch công suất và một chiếc vang số đẩy cao cấp đẩy 10, chất âm rất là mượt mà ngọt ngào. Hiện tại em đang hát ở chế độ 3, đang phát biểu ở chế độ 3, chế độ echo, xin lỗi, chế độ reverb dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì còn có chế độ 2 là chế độ thuần echo. Chế độ echo này dành cho tất cả mọi người, dành cho người mới tập hát. Với chế độ này thì ai cũng có thể hát được các bạn và hát rất là ngọt ngào như các bạn và anh em đang thấy. Và chế độ 1 là chế độ vừa echo và lẫn reverb. Chế độ này cũng rất là ngọt ngào mượt mà anh có thể hát được các bạn nhé. Tùy theo mục đích sử dụng. Và trong bộ karaoke ngày hôm nay, em đang tặng anh một chiếc mic có dây support trị giá là 850.000 đồng nữa. Và đây là chính là chiếc mic của anh Việt ngày hôm nay. Chất âm rất là mượt, ngọt. Để cho các bác anh em có thể cảm nhận được chất âm thì xin mời chúng ta sẽ cùng ngồi lại đeo tai phone thưởng thức chất âm bộ dàn karaoke ngày hôm nay qua một ca khúc rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên Con đường xưa em đi. Xin mời. Anh Việt đã ủng hộ chúng em bộ karaoke ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.